về đãi luôn rồi. Đúng chỗ mình trốn kia cho em hỏi mày. Qua đây nè, qua đây nè. Đấy. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của em. Hôm nay tiếp tục dẫn bà con cô bác đi ăn bánh mì heo quay và heo quay da giòn. Hôm nay có sự góp mặt của dàn diễn viên điện ảnh nổi tiếng tại sạp heo quay Kim Mai. Diễn viên đầu tiên top 1 hoa hậu bánh mì đó là Di Út. Chà xíu. Còn một miếng. Chị quay lại nha. Bánh mì này là 15k một ổ nha các bạn. Các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Xá xíu này là 300k một tí nha các bạn. Đây là ba gọi mỡ 200k một ký. Heo quay qua tới chị Tâm ơi. Đây 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 đây. Phải trả tiền chị. Chụp hình không? Ở 20 mang về. Bánh mì bên tay phải luôn ông bà cô chú ơi. Chúng ta còn xem chị Tâm soạn heo quay lên mâm nha các bạn. Heo quay vài sáng giờ bán hết luôn. Chị Nga về hả chị Liên? Lâu lâu gẹo chị Nga hoài. Chị Nga là hiền nhất luôn á, không có nấu gì trơn luôn. Mà lâu lâu là cái mang vô. Nhưng mà tắt video chú là bắt đầu tới công chuyện nha các bạn. Ở đây có hai hoa hồng, một hoa khôi. Chị Nga là hoa khôi đúng không? Hoa khôi hả? Hoa khôi. Em cứ chế hoài. Chị Tâm là gì? Không, hoa dâm bụt hả? Hoa dâm bụt. Không, cái từ bùm bập là đúng của miền Tây luôn á. Nó là hoa bùm bập. Nhưng mà đúng tên nó là hoa dâm bụt. Cũng là hoa mà. Thì em có nói gì đâu, em đang nói hoa bùm bập là từ của miền Tây. Nó mà chị vừa mang cái hoa dâm bụt đó thì sao nó chị uống con đó. Đẹp lắm, đẹp lắm. Không thấy, anh chưa thấy. Dưới quê người ta hay làm hàng rào á. Đúng rồi. Nó có cái nhị dài với bắt đầu mình kéo nó ra. Cái đó là tuổi thơ của mấy em nhỏ miền Tây. Trời ơi, đó tôi đã trồng bất ghét lỗ tai hoài. Đúng rồi. Nè, mấy chị em đi ngang nói ngắt nghét lỗ tai. Đẹp lắm. Ủa vậy trên này có hả? Có. À. Bây giờ nó tiền giống quá rồi. Không, ở dưới quê còn. Dạ. Bánh mì luôn. Khách tới luôn em ơi. Mua gì chú ơi?
lượm ly là mua heo. À, để phán xét thử rồi hồi mình chờ kết quả nha. Qua có người đến tìm ly đó. Biết con mẹ con ở biết Việt Kiều hay con mẹ ba loại chặt nhỏ với lại năm chục mẹ cho chú. Xá xí chưa có. Chưa có. Dạ. Nếu mà loại luôn nha chú. Đấy ổn không? Ổn biết hai trăm rưỡi cho chú cầm. Vâng. Có mang theo chú cụi không chị Nga? Chú cụi để lại có gì không? À, có chú cụi mang chú cụi theo nghe. Cũng thôi chị Tâm cho mượn anh Tèo đỡ. Tèo mất dạng mà. Anh Tèo lấy chồng rồi. Ờ đúng rồi, anh Tèo đi lấy chồng rồi. Buồn anh Tèo ghê chứ. Sao mà đi nở ra đi. Dỡ. Vang danh hay gì? Vang danh luôn hay gì? Nổi tiếng luôn ha. Chị Tâm là không cảm xúc luôn, nghe anh Tèo lấy chồng không cảm xúc luôn. Không buồn cũng không vui nữa. À, ở dưới quê là người yêu mà đi lấy chồng là hay buồn bã làm thơ lắm. Nếu biết ngày mai Tèo lấy chồng, Tâm về uống cạn nước sông. Chỉ rằng ha, để mai đám cưới phải loại sình. Các tô bánh mì có ngồi em bỏ họ dưới em mà lỏng dưới có nào em ghép cả ngồi luôn. Quá trời cái thao tấp pin nè các bạn. Chị Liên ơi, bánh mì. Rồi, nhận cuộc gọi anh like từ chủ tịch. Đây cảnh tượng anh trai bán quần áo hàng rong đường phố tại Sài Gòn. Hello. Hôm nay bán mai Mỹ mốt về Mỹ luôn. Hai ổ heo quay. Mấy ký bé Ly? 25 ký, ủa 25 phần. 25 phần. 25 ký. Mừng quá mừng luôn. Hai mươi lăm phần này chắc thôi nôi ha, đề tháng á.
À thôi nói không có, không có ra phần hả chị Tâm? Ngon quá, ngon các bạn, giòn giụm luôn. Tiếp tục các bạn. Người ta là lấy hay đi giao chị Tâm? Phải giao, phải là đúng cho bộ luôn phải đó. Đó, vậy. Phải làm phải. Phải. Dạ lấy mẫu. Chắc kiếm mặt bằng đây mở quán cà phê quá. Cho khách ngồi chờ. Rồi, năm nay cuối tháng có người mở rồi. Chị Tâm hả? Chị Tâm, chị Tâm. Cái bên luôn hả? Ồ, oh, ok, ok. Hôm nay mà con chưa xuất hiện nữa. Có nhiều tháng không về thật không? Nghe rồi, đang làm. Rồi, làm nữa rồi. Ở ngoài anh bán cà phê, còn ở trong các anh bán thân mới đủ tiền trả mặt bằng. Cái đó là mở mát xa được. Dạ, không mở. Mát xa thì ok đó. Ở đây ba gọi nạt không mà chị yên tâm đi. Để đây coi xong quay thì có cơ hoa hồng. Không cô bông hậu hả? Rồi, trăm ngàn luôn vậy. Còn 6 cái giò. Để chị cái giò. Mới nhắc giò, chị gái lấy giò. 20. Còn bánh mì 500. Rồi giúp em cái rồi. Có bỏ cái này chăm chỉnh chặt hơn. Chặt mấy chặt giùm nha. Rồi chăm bố. Đi thâu em này. Hôm qua cô có quay cái đó không?
No, no. Sao vậy, sao vậy? Wow. Chiều 2 giờ đâu có ra đâu. 2 giờ. Bây giờ tối về ngủ chắc nhất mình luôn quá. Giống như Lily giờ nó muốn chặt 10 cái giò có được đâu. Còn 5 cái kìa. 30 giờ lại xuống rồi. 15 hết rồi. Cái này anh không nói gì hết, tự nói trơn luôn đó nghe. Ngon quá ngon. Quá ngon. Chờ cái thao tóc pin này các bạn. Bốn ổ anh mày. Ấy gì tao nói là tôi được dạo một vòng Sài Gòn rồi đó. Mấy ổ? Bốn ổ. Mất 6 luôn nha. Chờ tiền giá chưa? Được. Đây là tấp pin bánh mì các bạn. Tấp pin bánh mì gồm có 5 loại. 3 gọi nạc, 3 gọi mỡ, đùi, xá xíu và nọng. Quê quê luôn. Quê quê con luôn. Để 80 nhưng mà nói là số con muốn thớt nè hả? Chứ dùng cái gì? Để nguyên miếng rồi. Đón sai hình nè. Thôi để nguyên miếng. Dạ. À, cái đó giống chả quế quá vậy. Ai mua cái gì hả? Giao hàng hả em? Chả gì á? Chả ăn bún bò á, thấy cuột cuột giống vậy. Nhiều, đưa đây, đưa đây. 80 ngàn đúng không? Là đi gọi cái số điện thoại người nhận đi anh ơi. Nè các bạn. Cái là gọi cái số điện thoại người nhận đi, chứ tự nhiên đem ở đây ai biết của ai đâu mà nhận. Đem ra heo quay ở đây có nhiều người lắm nè. Anh Bụi cũng đang đứng ở heo quay nè. Không có hiểm. Mai, mai
rồi chị Mai mua kìa. Chị Nga vô nhận ha. Hết tiền vô. Hết tiền vô. Ờ, bánh mì 20. Này, chú mua bánh mì ăn tại chỗ luôn các bạn. Đang thèm ăn tại chỗ mấy mấy phê trên đường Phạm Phú Thứ buổi sáng mình nè. Đó, kẹt xe luôn. Heo quay cháy hàng nha các bạn. Hết sạch trên mâm còn giò không à. Đó, khách thì đang đứng chờ quá trời luôn. Đây nữa nè. Đó, đây nữa nè. Chị Tâm đã về. Bà con đang chờ heo quay tới. Này, chú Thành qua tới. Chị Tâm bắt đầu soạn heo quay lên mâm nha các bạn. Món xanh dân rồi. Rồi, quá trời luôn nè các bạn, rất là ngon nha. Lấy em 1 ký với 3 gỏi kho. 3 gỏi kho. Với lại 200 gram ăn. Bánh hỏi phải không? Không, 200 gram không thôi. Bốc khói luôn các bạn ơi, thơm lắm. Em ơi, chưa có xá xíu đúng không? Có. Em ơi, cái này là bây giờ chặt vậy được không? Chặt nhỏ xuống. Rồi. Không có đó chị giờ. Quá ngon. À, chăm đúng không? Chị Tâm nó mổ 20 hay 15? 15. 15. Nửa ký chặt hả chị Tâm? Đúng rồi, nửa ký chặt. Chặt là thẳng băng luôn nha các bạn. Mỗi một hộp 2 lạng thôi chị Tâm. Lắm nha. 7 người ở nhà là 390. Rồi 390 lắm nha. Rồi. Không có. Giờ này xá xíu qua luôn, sườn non qua luôn. Chặt cái bà này 50 khối xíu. Móc khấu luôn nè các bạn ơi. Đó. Quá thơm các bạn ơi. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Cho em bình nước nhỏ chưa chị? Ở trong đó luôn, ở trong đây luôn. Rồi, bánh này bỏ vô bánh mì chị, thịt là bỏ vô thịt, đừng có để như vậy. Thịt có rồi. Ý là nó bỏ bánh mì chị Quang. Quá trời xá xíu ngon luôn các bạn, thơm dữ lắm luôn. Bánh mì tới luôn. À, Lily thì đang tề khét ra nha các bạn.
Long Anh có heo không? Ăn heo mẹ giờ heo con không? Có ăn hả? À. Anh Vũ trả lời cũng thiệt tình quá ha. Có thì ăn thôi. Con là về nhà ở con cờ nhà. Heo trung thu. Ăn trung thu. Nói cho rõ rõ nghe dễ hiểu lầm lắm nghe. Anh Vũ nói ăn thì ăn cái bắt đầu bỏ giò chạy ra xe lẹ kìa. Không dám đứng lại. Wow, nắm luôn tình hình ha. Wow 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 wow. Ở 15 luôn chị Liên ơi. Ở đây có mình với Vũ Lương chị Tâm thôi à. Vũ Lương là ba chị Tâm. Vũ Lương là ba chị Tâm. Vũ hết cho phải một. Có tiền không? Bởi vậy anh Tèo ra ghê ơi. Anh Tèo nghe tin vậy anh Tèo đâu có lợi. Anh Tèo đi lấy chồng luôn. Buồn quá đi lấy chồng luôn. Buồn quá chuyện đổi giới tính luôn. Đáng lẽ là đi lấy vợ đó mà thất tình quá trời. Mệt mỏi à, nhắc quá trời nhắc. Anh nào có tội tình chi. Tâm ơi là Tâm. Đến là ngó quận 7 kìa, thêm một người nãy. Thêm một người quận 7 nữa ta. Dạ, Facebook, YouTube, tớp tớp. Đó, tôi mở máy ra, tôi coi thấy nhỏ này với người đẹp thì hoài đâu. Dạ. Thấy mà thấy cô chị Tâm. Em không hiểu luôn á. Không chưa. Chị Tâm đã về chưa? Hồi nãy đi chợ. Dạ, dạ. Dạ, dạ, bóc thối luôn các bạn. Chị cho chú Vũ ăn con heo đó. Cái gì rồi đó nha. Chị gì, em thấy chị Tâm. Hồi nãy lấy xe đi chợ rồi chưa về. Em ơi 200 ra quay 160 xíu chặt hết à. Khách tới luôn. 200 gram đúng không? 200 gram đúng không? 200 gram đi quay 200 gram xíu đi. 100 ngàn á. Xá xíu này là 300 gram một ký nè các bạn. À, ba gọi nẹt là 320. Khách tới quá trời rồi các bạn. Ngon quá. Cái sườn này nó dày nạt luôn đó các bạn. 200 ngàn nó không chị? Ngon. Đúng rồi. Nửa ký ba loại chặt. Bộ
sách tới luôn. Quá đẹp luôn. Dạ. Đây, 175. Ngoài là chỉ thích cưng nó chặt. Dạ. Khoảng chỉ chặt cũng được. Dạ. Rồi, khách tới luôn các bạn ơi. Một cái giò chặt. Một cái giò chặt luôn. Trên đường Phạm Phú Thứ buổi sáng mình nè các bạn. Đấy, là sườn. Đó là sườn mấy cô, này là xá xí. Bốn lần chặn cô. Bốn lần chảy rồi. Rồi, khách luôn. Cái nào cô, ba loại là 35 ngàn lạng, một ký là 320. Bốn lạng. Quá ngon các bạn. Cô này nửa ký hả? 100 ngàn hả? Cô này 100 ngàn à. Giờ chị này 1 ký sườn. Tới nửa ký, ba lọ chặt. Ba lọc người tới người. 100 ngàn đi rồi tới. Giờ ký sườn. Cho chị thêm lạng nữa đi. Thêm lạng nữa đây, 4 lạng. Lạng nhiêu tiền? 4 lạng 145 nè. Đừng có để lên mâm, đưa trên vai con. Ký sườn. Các bạn ơi. Đây.
quá ngon, quá ngon. Heo. Tự tin anh lấy chồng, chị Tâm buồn biết mấy. Mấy bữa nay gì hả? Không quan tâm luôn kìa. Mày cho anh cho. Anh đây là anh Tèo mà chúng ta thường nhắc. Cứ Tèo. Anh Tèo dễ thương lắm các bạn. Ôi, sáng rồi nhắc giờ lại. Tính lại tiền đi. Bệnh quá mà chị Tâm tưởng anh đi lấy chồng. Hôm qua chị nói đi lấy chồng. Ai. Rồi nãy giờ nhắc anh vui lắm. Rồi bye bye anh nha. Anh Tèo dễ thương lắm các bạn. Cũng chịu giỡn lắm. Cái này lấy tiền gọi chị của chị nè. Cái này đổi anh. Cái này 275. Đây là bánh bao này là 20k một dĩ 10 cái nha các bạn. Các bạn ăn vậy cũng được. Và các bạn về hấp cũng được, các bạn về chiên cũng được. Rối liền. Gặp anh Tèo cái là bối rối liền. Không rối luôn hả? Bình tĩnh luôn ha. Thôi gọi là không cảm xúc hả chị Tâm? Lấy khách mua bánh mì bên kia luôn. Chị Tâm không còn chơi với anh Tèo nữa. Thì chị Tâm bây giờ chơi với chú Vũ. Thôi bỏ anh Tèo lại cho chị Liên nè. Nãy chị Liên cũng giao tiếp cũng được lắm mà. Người ta gọi là tình chị duyên em. Ủa chị Tâm biết nhà anh Tèo không? Bao la. Còn ai thẳng cánh mà thẳng cánh mới bay được. Không thẳng cánh là nó bay không có được. Này đang tán dốc chơi với ông bà cô chú. Chị ơi em cảm ơn. Tới luôn các bạn. Mát rồi. Không có nắng, bà tháo xuống là nắng rồi. Vậy nó mới ngộ.
Khách đến đặt heo quay các bạn. Bye bye. Hẹn ngày mai gặp lại. Vừa đi vừa gặp bánh mì luôn. Bảy lạng ba rồi chặt nhỏ. Bảy lạng căn nhỏ. Dạ dạ 200. Anh quá ngon. Tiếp nè các bạn. Đang chờ đây, tiếp tục theo quay đã về. Chú Thành qua tới luôn. Hello chú Thành. Chị Tâm ơi, chú Thành kiếm chị Tâm. Dạ con thấy đó rồi. Chú Thành thấy chú Thành rồi. À nói cho kỹ kỹ, cái ngôn từ Việt Nam nó đa nghĩa lắm. Tự nhiên thấy Chú Thành nói trời trời tự nhiên. Muốn gì con? Tao giữ 50 mấy năm mà tự nhiên mới chạy qua, Tâm nó nói nó thấy hết rồi. Hay giò heo qua tiếp tục nữa các bạn. Muốn gì con? Thật sự con. Quá nhiều cái ba trời như vậy.
Thấy thương anh trai ngồi chờ nãy giờ luôn các bạn. Nóng, nóng, nóng. Hỏi luôn các bạn. Quá nóng luôn, em thấy nhiễu mỡ là bốc khói luôn. Rồi bên trong này ở dưới còn bốn cái giò, ba cái giò nữa nè, bốn cái luôn. Từ từ thưởng thức. Ba ổ luôn. Cắt tới luôn. Bên đây dưới đóng cửa hả? Thấy nó đóng cửa hả? Ủa gì heo, sáng em thấy có mở mà. Lấy cái giò heo đi. Đúng rồi, đúng rồi. Một cái giò heo cho chú luôn. Ba lạng sườn quá mà. Cái giò heo ba lạng sườn chặt hết luôn ha. Giò heo mỗi chặt. Giò heo để nguyên hay quá. Một cỡ à. Để nguyên. Cái này 170. Cái chuyện gì đi chặt không em? Chặt luôn. Lấy cái nạc á. Rồi, chặt luôn, lấy cái nạc. Ba loại hả chị? Ba loại hả? Ừ. 90 rồi. 260. 260. Bắn 1 kg nạc chặt nhỏ nhỏ hả Tâm? Chặt dùng á. 1 kg lấy ra nạc chặt nhỏ. Này 50 rồi. À, 1 kg chặt nhỏ lấy nạc.
chặt lấy nè, chặt nhỏ 260 rồi bóc tay. Không có gì. Đây, cô mua 1 kg luôn. Tiếp tục. Khách tiếp tục mua sườn tiếp các bạn. Thêm 1 kg sườn nữa. Bánh mì xá xíu luôn. Chiếc xe đẹp quá ha. Cái này là nhiêu tiền hả chị? 17 triệu luôn hả? Wow. Nó chạy được xa ta mấy tiếng ta? Chạy pin. Chạy chiếc xe đẹp lắm các bạn, 50 cây. Tốc độ bao nhiêu km trên giờ chị? Tốc độ hả? 50. Cũng gọn quá ha. Xe đạp bây giờ mắc hơn xe gắn máy luôn. Ok rồi chú ơi, đợi chú. Có
tới luôn các bạn. Ở trên gác luôn. Hello. 15 nữa luôn. Đúng rồi, cảnh này rất đẹp. Bạn có thể tháo xuống xong rồi một hồi bạn treo lên cũng được. 15 ngàn thôi luôn. Treo lên gì thôi. Đúng rồi. Mà không phải chửi mình em đâu anh chống nữa. Hai đứa bay bài đầu. Có bánh bày và chí. Nữa tới nữa rồi. Có chứ sao không? Cái đuổi con nít hay nghịch đó. Nhà cây nó đang cầm những đồ ta bực bực mấy cái lá cây ta bắt trái gì đó qua ngắt xuống rồi trái non nó dài. Đó là gọi là tuổi thơ. Nói chung vui vui ha, lấy lông sữa bò đục 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 rồi làm sắp tầm lõm hỏm chưa. Sao vậy chị Tâm? Chị Tâm ơi là chị Tâm. Chị Nga đi mua ăn. Phải hỏi ăn chay không? Ăn chay là không có ăn rồi đó, không có hứa à. Hứa gì đâu, hỏi là chị em chay không? Chị Nga mua ai mua ăn. Có xem đó, lấy đi. Ngon quá trời ngon. Bỏ bánh mì 15 luôn chị Nga ơi. Ta đi nó phải có quê hầm nữa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tự đặt được ha. Thôi giờ vậy khỏi luôn đi. Lâu ngày chị mua cho em mốt đồ ăn mà chị nói vậy á. Tới công chuyện luôn rồi. Giận không chị Tâm? Hơi đâu giận rồi vậy là xong luôn rồi, xong rồi. Nhiều lúc còn giận còn quan tâm mà không giận không ấy luôn rồi xong rồi. Rồi xong rồi chị Nga ơi. Nói nghe này giận cũng là gặp mặt nhau cũng ổng giận cũng gặp mặt nhau. Vậy nói giận vậy. Tới giờ chị lấy cái bánh trung thu chị đền đi. Trời ơi, em đặt cái chị đừng lấy tiền em. Ghê hay à. Ở đâu không phải của chị đâu, tự nhiên chị mua. Hai ổ hả? Hai ổ anh mày. Bây giờ người ta biết chị đâu, biết mấy em đâu. Chị lại đăng chị đặt mà chị trả tiền chứ. Chị người ta biết Nga thôi, không biết ai á. 30 phải không? Không, chị Nga đưa bánh trung thu cái mình cảm ơn, cái mình đi về. Đứng lặng mà. Cảm ơn nha. Nha tôi bánh à. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Mới mình chuyển qua cảm ơn chị Long. Dạ chị Long. Ở trong kia là anh Long. Trong video hay có ai đi đâu cái gật đầu anh Long. Anh Long ha, ngồi này chuyển qua mình nói chị Long. Khi được bánh tặng bánh trung thu nha. Lên hương luôn á. Giò tết tiếp tục nữa nè. Cứ từ từ thưởng thức thôi các bạn ơi.
rất ngon. Chắp hết luôn. Quéo quá trời. Rồi khách tới luôn anh em ơi. Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm ngon. Dạ cắt rồi đó cô. Kêu nó đi. Ổ bánh mì sau lưng luôn chị Nga ơi. Biết coi mỗi ngày luôn. Rất là ở đâu cô? Dạ.
Mỗi ngày mỗi coi không biết mấy từ. Có ghen đúng không con? Ghen luôn. Bữa nay thằng kia với con chở đi mẹ đi mua đi. Phải mua cho bằng được. Mua bằng được. Dạ. Mỗi ngày mỗi coi cây cành của chú. Cây của chú đó. Dạ cảm ơn cô. Đúng rồi, hay lại luôn ha. Bấm luôn tay không? Dạ dạ. Ai cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ dạ. Không biết nữa, em quên rồi. Đi, trong mấy ngoài. Chỗ nào? Dạ, con nghe rồi đó. Thôi bà chọc luôn. Khách Asia tới mua các bạn. Tới rồi. Chị Nga là thời tới luôn rồi. Chị Tâm làm chị Nga mắc cỡ luôn rồi nè. Đợi đợi bao lâu anh? 6 giờ sáng giờ mới mua được, giờ này 8 giờ mấy rồi các bạn. Phải rồi, bữa anh đứng anh đợi giờ này 9 giờ rồi. Chị ta chị nghe bối rối. Anh có gia đình chưa anh chưa? Bán gì Nga lẹ liền ha. Đó giống Trần Duyên đến bất ngờ hay sao? Đúng rồi chị Tâm ơi. Tới luôn. À biết đâu chị Mai mát ổ lộn bậy chị Tâm mát tay sao? Làm mai được mà. Uống rượu. Khách tới luôn. À bánh phu thê. Chặt nhỏ luôn anh em ơi. Tùy người lắm ơi. Bỏ mấy người bà già xưa nghiêng dựng là nó chạy à. Ừ đúng rồi. Dạ đây, giò heo có luôn. Yeah yeah yeah. Mấy cái luôn chị ơi. Giò heo có không? Giò heo chiều mấy có. Đúng rồi cũng tùy người. Nhưng mà cái người tuổi dần hiền nhưng mà cái người gặp người tuổi dần đó tự nhiên sợ lắm. Em nè là con nè. Cái giống như cái vía lớn lắm. Ba chục hai thứ. Hai thứ 30. Bỏ vô cái hộp viên giùm chị á. Cái gì? Xá xíu với heo quay á, 2 thứ 30 đó. 2 thứ 30 bỏ vô hộp. Bỏ vô cái hộp 50 ngàn. Đâu có, 50 ngàn bỏ vô hộp nó còn nó chạy luôn. Không vô lấy họ. 50 ngàn bỏ vô hộp nó chạy. Ừ không có thì chắc tại chị không biết mà. Bỏ vô hộp nó là 2 thứ à.
chặt nhỏ nhỏ giùm chị. Ủa sao khách hỏi có giò không? Mình nói có giò quá trời, cái quay qua hỏi da heo. Anh ơi. Vậy hả? Hỏi da. Không, đầu tiên là anh nghe giò mà ta. Làm nhỏ nhỏ giùm chị. Ý là cá dơ nó ù có giò. À. Đó là nó hỏi da. À. 50 phải không ạ? Ở xá xíu 20 không ngờ. Rồi ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.